Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xem các cái câu hỏi trắc nghiệm. Các em nhấn nút dừng lại để mình xem nhé. Rồi chúng ta qua đến câu số 7. Ở đây chúng ta có các cái nội dung, ví dụ như là để bỏ đánh số trang trong văn bản hay tạo danh sách dạng liệt kê, thêm thời gian, chân trang, số trang. Đánh số trang. Các em nhấn nút dừng lại để mình xem nhé. Rồi, qua câu 13 thì chúng ta qua cái phần nội dung đó là để tạo bản mẫu trong bài trình chiếu hay là chọn mẫu định dạng cho trang chiếu, tạo liên kết trong trang chiếu và lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video. Rồi, từ câu 17 thì chúng ta đã thấy chúng ta qua phần thuật toán nè, chương trình máy tính nè, ngôn ngữ lập trình và chúng ta cũng bắt đầu qua những câu hỏi về cấu trúc rẽ nhánh ha. Ở đây chúng ta thấy chúng ta có hai dạng cấu trúc rẽ nhánh là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Cũng như là cho mình một cái bài toán thì mình sẽ giải các cái bài toán đó bằng các cái bước thì người ta gọi đó là cái thuật toán. Ví dụ như câu 24 chúng ta có cái phép so sánh 80 lớn hơn 70 thì sẽ cho chúng ta là kết quả là đúng. Phép so sánh 2 nhân 20, 2 nhân 20 là 40, mà bé hơn 3 cộng 19 là 22, như vậy sẽ cho chúng ta kết quả là sai nhé. Thì chúng ta biết là chúng ta có 3 cái dạng phép toán, đó là phép toán số học, phép toán so sánh và phép toán logic. Phép toán logic, cái câu 26, 40 bé hơn 50, đây là phép hoặc, thì chỉ cần một cái so sánh đúng thôi, đó thì sẽ cho chúng ta kết quả là đúng. Như vậy câu 26 là đúng. Còn câu 27, 40 bé hơn 50 là đúng, nhưng 20 lớn hơn 50 là sai, cho nên sẽ cho chúng ta kết quả là false. Rồi câu 28, thì chúng ta thấy là khối lệnh rẽ nhánh ở hình số 2 chính là khối lệnh rẽ nhánh dạng đủ ha. If điều kiện then câu lệnh 1, else câu lệnh 2. Từ đó mà chúng ta sẽ làm các câu là 28, 29 và 30. Các em nhấn nút dừng lại để các em làm các cái bài tập này nhé. Rồi, câu 31 mô tả của khối lệnh sau là chúng ta nhìn vào khối lệnh là chúng ta có thể đọc được cái mô tả nè. Nếu mà tổng tiền lớn hơn 200.000 thì tổng tiền sẽ bằng tổng tiền nhân với 80 chia 100. Đó, ngược lại thì tổng tiền sẽ bằng tổng tiền nhân với 90% ha. Rồi, câu 32. Nếu y chia hết cho 4 thì mình có học mod là phép toán chia lấy phần dư, như vậy chia hết có nghĩa là số dư sẽ bằng 0. Vậy đáp án ở câu 32 chính là đáp án C nhé. Rồi, chúng ta qua cái phần bài tập tự luận nha. Viết cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Viết cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Mod là phép chia lấy phần dư, round là phép làm tròn, là tròn tròn thành một cái số nguyên luôn nha. Phép so sánh lớn hơn và phép so sánh bằng. Các em nhấn nút dừng lại để mình làm các bài tập nhé. Rồi, chúng ta ghép mỗi mục ở cục A với mục mục ở cục B cho phù hợp nhất nha. Ví dụ nè, màu trắng đen thì sẽ đi với lại cái lựa chọn là E thuộc nhóm màu trung tính. Đó, cứ như vậy chúng ta làm ha. Rồi, câu 37. Sau khi thực hiện cái chương trình ở hình bên trái thì giá trị của biến B bằng bao nhiêu? Ví dụ mình nhập A bằng 12,35, 12,35. Thì chúng ta thấy B là sẽ bằng B là round của A, như vậy sẽ làm tròn, như vậy B sẽ bằng 12. Rồi, chúng ta cùng qua câu 38 và câu 39 nha.
Chương trình ở hình 3 sẽ in ra cái thông báo gì? Rồi chúng ta thấy nè, thì nếu như chúng ta nhập cái giá trị của số là 2 hay là số là 3 hay số là 5 hay số là 4 thì hình 3 nó sẽ in ra cái thông báo gì? Đầu tiên chúng ta thấy chúng ta nhập giá trị của biến số từ bàn phím. If số mod 2 bằng 0 có nghĩa là nếu cái số đó chia cho 2 mà dư 0, hay nói cách khác là cái số đó chia hết cho 2, hay mình nói một cái cách khác nữa, đó, số mà chia hết cho 2 chính là số số chẵn. Nên ở đây nếu như chúng ta nhập giá trị của biến số là bằng 5 thì sẽ in ra là số là số lẻ. Còn chúng ta nhập giá trị của biến số bằng 4 thì sinh ra số là số chẵn. Như vậy nếu số chia hết cho 2 sinh ra số là số chẵn, ngược lại sinh ra số là số lẻ. Tương tự như vậy qua câu 39. Chúng ta thấy if n mod 3 bằng 0 nghĩa là nếu n mà chia hết cho 3 thì m sẽ nhận giá trị là m cộng với n. Chúng ta thấy m ở trên nó có giá trị là 0 ha. Ngược lại thì m sẽ nhận giá trị bằng m. Như vậy đầu tiên chúng ta nhập n bằng 7 thì 7 không có chia hết cho 3, nó sẽ nhảy xuống cái câu lệnh 2 là else, thì m sẽ nhận giá trị của m đang có chính là 0. Đó, còn nếu như chúng ta nhập giá trị của biến n là 6 thì 6 chia hết cho 3, cho nên m sẽ bằng m cộng với n là bằng 0 cộng với 6 sẽ bằng 6. Rồi. Thì đây là đáp án của phần trắc nghiệm. Các em cùng xem và mình dò lại xem mình có làm đúng hay không nhé. Và đây là đáp án của phần tự luận. Rồi cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, dạng đủ. Bài 35, 20 chia cho 4 thì dư 0, 35 chia 10 dư 5, 2,49, 2,49 làm tròn, số nguyên là 2. Tương tự như vậy các cái phép so sánh nó sẽ cho kết quả là false và true. Rồi. Các em xem bài 36, xem mình ghép nối các cái nội dung có đúng không nhé. Và câu 37, đó là cái câu làm tròn. Rồi, còn đây là đáp án của bài 38 và bài 39. Đó, chúng ta thấy ha, giống như là cô đã giảng lúc nãy nhé. Các em xem kỹ lại nha. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em làm bài tốt. Cảm ơn các em đã xem video nhé.